Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Và hiện tại trên bàn làm việc của mình đó chính là 6 chiếc flagship đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Và các bạn không nên bỏ qua nếu như các bạn đang cần tìm mua những chiếc điện thoại kiểu như đáng mua nhất, cao cấp và đầu bảng. Và không để các bạn ở đâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video ngay sau đây. Các bạn khi mà mình để kiểu màn hình tối như này thì các bạn sẽ khá là khó để đoán được hết đúng không? Vậy thì mình sẽ đi qua từng thứ một từ trái qua phải. Đây chính là chiếc Samsung Galaxy Note 10. Chiếc điện thoại mới ra mắt gần đây đến từ nhà Samsung. Đây là Note 10 thường các bạn nhé. Và chiếc điện thoại này thì được đánh giá cao nhờ vào việc là nó sẽ sở hữu cái ngôn ngữ thiết kế. Nó rất đẹp, rất sexy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nó rất là mỏng nhẹ và cầm nắm nó rất là thoải mái. Đấy, các bạn nhìn này. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình là Infinity O. Đấy, chúng ta sẽ có kích thước màn hình nó không quá lớn. Trải nghiệm đem lại nó thực sự rất là đã và cái không gian trải nghiệm của nó rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ được trang bị con chip là Exynos 9825 này. Bộ nhớ RAM của chúng ta sẽ là 8GB. Và cái camera của sản phẩm này cũng được đánh giá rất là cao. Chúng ta sẽ có 3 ống kính, đó chính là ống kính Ultra Wide độ phân giải 16MP và cụm camera kép ống kính thường và ống kính tele độ phân giải sẽ là 12MP. Đem đến cho chúng ta cái chất lượng ảnh chụp rất tốt các bạn ạ. Và ngoài ra thì đây cũng là thiết bị dòng Note có mức giá rẻ nhất được trang bị cây bút S Pen thần thánh, giúp cho chúng ta có thể điều khiển này. Đấy, chúng ta có thể vuốt qua vuốt lại này, cực kỳ tiện lợi các bạn ạ. Và chúng ta cũng có đầy đủ tính năng trên camera của chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, ngay cả phần đó chính là quay video lấy nét động. Đấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mượt mà như chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, nhưng mà mình thấy rằng là cái chất lượng khi mà chúng ta quay người ấy, quay bằng khuôn mặt ấy thì vẫn hoàn toàn ok. Và hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy Note 10 đang được giảm giá rất là sốc tại Viettel Store. Với mức giá ở đây thì các bạn có thể thấy rằng chỉ vào khoảng là 19.990.000 đồng mà thôi. Sản phẩm tiếp theo mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Chiếc điện thoại đã ra mắt cách đây khá là lâu nhưng ở thời điểm tại vẫn đang rất hot. Đặc biệt là đối với giới game thủ thì chiếc điện thoại này trở nên cực kỳ đáng mua. Tại vì là chiếc điện thoại này sẽ được trang bị phần viền trên viền dưới, nó tương đối dày, giúp cho các game thủ sẽ có thêm phần tì tay chơi game rất là đã. Và bên cạnh đó thì hiệu năng của chiếc iPhone 8 Plus ở thời điểm 2019 này vẫn còn rất mạnh mẽ. Với con chip Apple A11 Bionic cùng với bộ nhớ RAM là 3GB thì iPhone 8 Plus có thể cày bằng san phẳng tất cả những tựa game hay là ứng dụng dù là nặng nhất trên App Store ở thời điểm tại. Và thậm chí là trong vòng 2 năm nữa thì chiếc iPhone 8 Plus này vẫn có thể chiến game phà phà. Và ngoài ra iPhone 8 Plus vẫn được đánh giá cao về phần thời lượng pin, khi mà chúng ta sẽ có thời lượng pin là 2691 mAh, giúp cho chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong vòng 1 ngày. Ngoài ra thì iPhone 8 Plus cũng là thiết bị iPhone cuối cùng được trang bị cái cảm biến Touch ID ở phía bên ngoài màn hình, giúp cho chúng ta có thể mở khóa thiết bị một cách cực kỳ dễ dàng, chạm nhẹ là mở. Thay vì là những thiết bị đằng sau này thì đều là sử dụng Face ID. Nếu như các bạn là đeo khẩu trang hay là đeo đội mũ ấy, thì khá là khó khăn trong việc mở khóa. Đối với chiếc iPhone 8 Plus gần như là một dòng sản phẩm toàn diện. Và hiện tại mức giá của sản phẩm này cũng rất hấp dẫn, chỉ vào khoảng là 14.490.000 đồng mà thôi. Và đây chưa phải là mức giá cuối cùng, tại vì là tùy từ thời điểm khác nhau, chúng ta truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả thì lại có mức giá khác nhau. Các bạn quan tâm thì có thể truy cập nhá. Tiếp theo đó chính là Samsung Galaxy. Chiếc điện thoại đình đám ở nửa đầu năm 2019. Chiếc điện thoại này thì được đánh giá cao nhờ vào việc nó sở hữu cái ngôn ngữ thiết kế nó bo tròn mềm mại, giúp cho chúng ta có cảm giác cầm nắm trong tay nó rất là thoải mái. Mình đánh giá là dòng S luôn là cái dòng mà nó có thiết kế bên ngoài rất là sexy và cảm giác cầm nắm nó thoải mái hơn so với dòng Note. Dòng Note thì nó sẽ phù hợp nhiều với bạn nam hơn. Còn đối với dòng S này thì cả những bạn nam và cả những bạn nữ đều rất là yêu thích. Chúng ta sẽ có cái cấu hình khá là mạnh mẽ với con chip là Exynos 9820. Bộ nhớ RAM của chúng ta đạt lên tới là 8GB, giúp cho chúng ta có thể thoải mái đa nhiệm. Về phần camera ấy, thì nó sẽ giống hệt so với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, bao gồm cụm camera kép độ phân giải sẽ là 12MP và ống kính Ultra Wide độ phân giải sẽ là 16MP. Chúng ta sẽ có cụm camera trước phải nói là rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có 10MP và 8MP ống kính camera kép, nên là chúng ta sẽ có chất lượng ảnh chụp từ chiếc Samsung Galaxy S10 Plus này ngang ngửa so với chiếc Galaxy Note 10. Và chất lượng hiển thị của chiếc Samsung Galaxy S10 Plus này vẫn còn rất rất tốt. Chúng ta sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn ở hiện tại.
mức giá niêm yết của sản phẩm này đó chính là 22.990.000 đồng, nhưng mà nay Viettel Store đã được giảm lên tới là 5 triệu đồng, chỉ còn là 17.990.000 đồng mà thôi. Và đây tiếp tục chưa là phải là mức giá cuối cùng, tại vì là chúng ta sẽ được giảm thêm khi mà thanh toán qua VNPQR này. Các bạn sẽ được trả góp 0% này, rồi thì giảm 30% SIM số đẹp này, rồi thì cơ hội trúng hữu vàng, vân vân và mây, và độc quyền chỉ có tại Viettel Store. Nên là các bạn quan tâm đến những chiếc điện thoại Samsung hay là iPhone thì có thể truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả nhá. Tiếp đến thì các bạn có đoán được đây là chiếc điện thoại gì không ạ? Đây là chiếc iPhone XS Max. Đấy, một chiếc điện thoại mới ra mắt cách đây 1 năm. Và đối với những chiếc điện thoại iPhone ấy, thì tuổi đời của nó rất là lâu. Đối với chiếc iPhone XS Max cũng không phải ngoại lệ. Ở thời điểm hiện tại, đây chính là một trong những dòng iPhone bán rất chạy tại Viettel Store. Mức giá cũng là một phần yếu tố khiến cho điện thoại này bán chạy. Tại vì là đây, mình đang cho các bạn xem mức giá của chiếc iPhone XS Max này. Thì nó đã giảm hơn so với thời điểm cách đây 1 năm khá là nhiều. Thời điểm cách đây 1 năm nhá, là 26.990.000 đồng, và nay còn mức giá là 24.990.000 đồng. Mình nói là nhiều là so với thời điểm đầu thôi, chứ còn độ giữ giá của iPhone thực sự là rất là lâu. Các bạn có thể thấy rằng là Galaxy S10 Plus mới ra mắt gần đầu năm nay, nhưng mà đao về bây giờ chỉ còn mức giá rất là rẻ. iPhone XS Max này ra mắt năm ngoái, nhưng mà bây giờ đao về mức giá vẫn đến là 24.990.000 đồng dành cho phiên bản 64GB. Nên là mình thấy rằng với cái mức giá đã đao về hấp dẫn hơn thì người dùng ta có thể dễ dàng lựa chọn ở thời điểm tại. Và iPhone XS Max vẫn còn được người dùng đánh giá rất cao về việc là cái màn hình của nó không khác biệt gì so với chiếc iPhone 11 Pro Max. Chúng ta vẫn sẽ có kích thước như vậy và tai thỏ vẫn y hệt như vậy. Chúng ta sẽ có cụm camera sau là cụm camera kép, và chất lượng ảnh chụp thì mình vẫn đánh giá là nó rất là tốt. Với những nhu cầu hàng ngày sử dụng của chúng ta thì iPhone XS Max vẫn đáp ứng nhu cầu rất tốt. Chúng ta sẽ có tốc độ lưu hình và chụp hình cực kỳ nhanh với cụm camera kép độ phân giải sẽ là 12 megapixel. Ống kính trước sẽ có độ phân giải là 7 megapixel, và cái chất lượng ảnh chụp từ những chiếc iPhone thì luôn có độ chân thực rất là cao. Chúng ta có thể kết hợp với những phần mềm bên thứ ba để có thể tạo ra những bức ảnh có độ người thật cao hơn. Hiệu năng của chiếc iPhone XS Max ở thời điểm 2019 này vẫn còn rất mạnh mẽ, với con chip Apple A12 Bionic cùng với bộ nhớ RAM lên tới là 4GB. Và với sự tối ưu ngày càng tốt đến từ nền tảng iOS thì iPhone XS Max vẫn cho chúng ta một cái hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Các bạn có thể sử dụng thoải mái 3, thậm chí là 4 năm nữa mà không phải lo về cái độ lỗi thời cũng như là độ lag giật. Và điểm trừ trên chiếc iPhone XS Max này đó chính là cái bộ nhớ trong của nó chỉ giới hạn là 64GB dành cho cái mức giá như vậy. Còn nếu như các bạn muốn mua bộ nhớ trong lớn hơn thì chúng ta sẽ phải bỏ ra số tiền cao hơn. Chúng ta sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ các bạn nhé. Và nếu như các bạn lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S10 Plus thì chúng ta có hỗ trợ thẻ nhớ. Sản phẩm tiếp theo đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, chiếc điện thoại cao cấp đầu vào đầu bảng nhất dòng Note ở hiện tại, với mức giá là 23.990.000 đồng. Wow, mức giá còn rẻ hơn cả chiếc iPhone XS Max các bạn ạ. Và các bạn nhìn này, từ 27 triệu giảm còn có 23.990.000 đồng. Một cái mức giảm khá là lớn đúng không? Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa? Cái cơ hội mà giảm giá này còn không nhiều đâu. Nên là các bạn nhanh tay đến với Viettel Store để chúng ta có thể đặt hàng và mua ngay. Chúng ta sẽ được giảm thêm 5%, tối đa là 100.000 đồng khi mà thanh toán qua VNPay này. Chúng ta sẽ được trả góp 0% này, giảm giá 30% khi mua số đẹp kèm theo máy này, và cơ hội trúng hũ vàng. Và đối với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này thì mình có thể coi là đây là một dòng sản phẩm toàn diện, tại vì là thiết kế bên ngoài của nó rất đẹp mắt, đặc biệt là với những cái gam màu nó nổi bật như này. Chúng ta sẽ có độ hoàn thiện rất là cao cấp, và những cái chiếc điện thoại đến từ Samsung thì luôn mang cho người dùng ta những cái hình ảnh nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ có cái cảm giác cầm nắm trong tay rất là thoải mái và cái độ hoàn thiện của nó rất là cao cấp. Chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn viền với viền màn hình cực kỳ mỏng. Chúng ta sẽ có một hiệu năng vô cùng mạnh mẽ với con chip là Exynos 9825. Bộ nhớ RAM của chúng ta đạt lên tới là 12GB. Và với cấu hình như vậy thì chúng ta có thể cào bằng san phẳng tất cả tựa game hay là ứng dụng nặng nhất trên CH Play. Và camera cũng sẽ là một trong những điểm cộng dành cho chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Chúng ta sẽ có cụm camera kép độ phân giải 12 megapixel, ống kính thường và ống kính tele. Chúng ta sẽ có ống kính ultra wide độ phân giải sẽ là 16 megapixel, và một ống kính TOF đo độ sâu trường ảnh, giúp cho chúng ta có những thước phim hay là quay chụp nó rất là nghệ. Và đặc biệt khi mà kết hợp với cây bút S Pen, giúp cho chúng ta có thể là take note, rồi thì làm rất nhiều thứ. Trong đó có cái việc là chụp ảnh rất là tiện, các bạn chỉ cần nhấn giữ này để mở camera này, chúng ta có thể đảo qua đảo lại bằng các thao tác này, rất là tiện. Đây, lật camera này,
chuyển qua chuyển lại các cái chế độ. Nó rất là thuận tiện, và khi các bạn đi chơi Tết chẳng hạn nhé, thì các bạn có thể để máy ở một chỗ và sau đó cầm cái bút S Pen này, bấm phát là chụp, nó cực kỳ tiện luôn các bạn ạ. Và mình có thể khẳng định rằng đây chính là chiếc flagship đáng mua nhất ở thời điểm tại, vì mức giá trên cái giá trị đem lại của nó thực sự rất là tuyệt vời. Và sản phẩm cuối cùng, chiếc điện thoại có mức giá đắt nhất trong danh sách này, đó chính là chiếc iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max chính là cái chiếc iPhone cao cấp và đầu bảng nhất đến từ nhà Apple, và mức giá nó cũng không hề rẻ, 31.990.000 đồng, nó đã được giảm là 1 triệu đồng so với thời điểm ban đầu rồi đấy các bạn ạ. Và ngoài ra chúng ta sẽ được lựa chọn một trong hai khuyến mại, bao gồm khuyến mại 1 trả góp 0% trên giá bán lẻ, khuyến mại 2 giảm 3 triệu đồng từ cái giá bán lẻ khi mà mua kèm gói cước 500.000 đồng một tháng trong vòng 12 tháng. Khi mà khách hàng nhận thêm, chúng ta sẽ được giảm thêm 20% khi mà mua AirPods 2. Chúng ta sẽ được tặng 1 năm sử dụng iCloud 50GB miễn phí. Đấy, cái này là ưu đãi độc quyền của Viettel thôi. Các bạn mua ở chơi khác thì sẽ không được tặng cái này đâu. Chúng ta sẽ được giảm giá 30% khi mua số đẹp này. Chúng ta sẽ có cơ hội trúng ngũ vàng. Đối với chiếc iPhone 11 Pro Max ấy, thì mức giá thì đúng là nó sẽ là khá là cao so với mặt bằng chung. Chúng ta sẽ chỉ giới hạn là 64GB và mức giá lên tới là gần 32 triệu đồng rồi. Nếu như các bạn mà lựa chọn phiên bản bộ nhớ trong cao hơn ấy, thì mức giá của nó cao hơn rất là nhiều. Và cái bộ nhớ trong của nó sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ nên là sẽ khá hạn hẹp. Nên là mình thấy rằng là khi mà bạn mua hàng tại Viettel Store, chúng ta sẽ có thêm 50GB như này thì là thực sự là một cái điều mà rất đáng cần. Với chiếc iPhone 11 Pro Max này, chúng ta sẽ có cấu hình thuộc hàng đụng nóc của thế giới điện thoại hiện tại. Chúng ta sẽ có con chip Apple A13 Bionic cùng với bộ nhớ RAM là 4GB. Điểm số AnTuTu phải nói là quá tuyệt vời, hiệu năng rất là mượt mà. Chúng ta sẽ có thể sử dụng lên tới là 5 năm nữa mà không lo bị tình trạng dập lag như là những chiếc điện thoại đến từ thế giới Android. Camera chính là một trong những cái điểm nhấn trên chiếc iPhone 11 Pro Max, khi mà chúng ta sẽ có lần đầu tiên được trang bị ống kính ultra wide, ống kính góc rộng ấy, giúp cho chúng ta có thể là chụp được nhóm người, chụp ảnh cảnh vật nó trở nên rộng rãi hơn. Và với việc trang bị thêm ống kính như này thì chúng ta đi chơi Tết nó cũng rất là tiện lợi, chụp ảnh nó rất là nghệ. Điểm cộng tiếp theo trên chiếc iPhone 11 Pro Max này đó chính là chúng ta sẽ có thời lượng pin rất ấn tượng. Với dung lượng pin lên tới là gần 4.000 mAh thì chiếc iPhone 11 Pro Max này đem đến cho chúng ta cái thời gian sử dụng pin rất rất tốt. Vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ với bạn 6 chiếc flagship đáng mua ở thời điểm tại. Vậy thì các bạn ấn tượng nhất với chiếc điện thoại nào thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Với quan điểm của mình ý, thì những chiếc điện thoại kiểu trên 10 triệu mình chỉ có lựa chọn Apple hoặc là Samsung thôi. Và đây chính là 6 lựa chọn mình thấy rằng đáng để cân nhắc nhất. Còn các bạn thấy sao thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.